Xin chào cả nhà nha, du lịch Phượt và Hôm Nào Phạm Thị Ngọc Cẩm. Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta vẽ về chủ đề Noel những mẫu cực kỳ đơn giản nha các bạn. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ vào vẽ mẫu này các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu màu vào cái mẫu vẽ nha các bạn. Thì đầu tiên để vẽ cái mẫu này thì mình phải sơn nền móng là màu đỏ nha. Và mình sẽ lắc cái chai sơn lên. Mình sẽ sơn nền móng màu đỏ nha các bạn. Các bạn thích sơn đỏ nào thì các bạn sơn tùy các bạn nha. Ai thích màu đỏ gì thì mình sơn màu đỏ đó. Ok, rồi sau khi mình sơn màu đỏ xong xuôi rồi, mình chờ cho nó tan màu ra tí xíu ha. Cho nó tan đều ra xong sau đó thì mình sẽ hơ đèn. Sau đó mình sẽ hơ đèn nha các nhà. Đây, nó đã tan rồi đó các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ hơ đèn nha. Rồi tiếp tục nha các bạn. Thì mình sẽ sơn lần thứ hai lên. Sơn lần thứ hai lên nhé các nhà. Rồi mình sơn lần hai. Rồi mình để cho nó tan ra tí xíu nha. Rồi xong sau đó chúng ta sẽ đưa vô đèn chúng ta hơ tiếp tục. Rồi sau khi chúng ta hơ đèn như thế này xong các bạn ha, thì chúng ta sẽ bắt đầu mình dùng cái cây cọ chấm bi này và mình chấm vào màu treo các bạn ha, vào treo màu trắng đây ha. Thì mình sẽ chấm 3 chấm 5 chấm nha. Chấm 5 cái chấm bi. Mình chấm đây là đầu tiên mình sẽ chấm ở đây một cái. Rồi bắt đầu lại mình lại chấm bi tới cái thứ hai. Được không ạ? Rồi tiếp tục mình lại chấm bi tới cái thứ ba. Chấm bi này nó cũng có quy tắc chấm bi. Bạn nào muốn biết cái bài quy tắc chấm bi này thì chúng ta quay lại vô trong cái clip của mình ha. Mình có dạy bài cọ bi chấm bi đó các bạn ha. Mình dạy cọ chấm bi tập 1. Rồi mình chấm cái cuối cùng. Đây mình chấm bi đây các bạn ha. Mình chấm bi. Nhìn các bạn nhìn thấy giống như cái bông không? Nhìn nó rất giống cái bông ha. Và tiếp tục nữa ha, là sau đó mình đưa vô đèn mình hơ đi. Mình hơ đi cho nó không bị. Thì ở trong thời gian mình hơ đèn, mình xin giới thiệu với các bạn, đây là cây cọ vẽ treo của mình ha. Cây cọ vẽ treo nha các bạn ha. Thì mình sẽ dùng cây cọ này và mình vẽ lên để rửa cọ. Thì chúng ta sẽ dùng nước alcohol như thế này để chúng ta rửa nha các bạn. Mình dùng nước alcohol mình rửa ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vẽ tiếp các bạn ha. Sau khi mình hơ để mình cố định cái màu sơn treo rồi, thì mình sẽ tước cọ qua bên cái phần vẽ treo. Mình sẽ tước cọ đây các bạn. Rồi mình tước để cho nó mỏng mỏng ra ha. Rồi xong sau đó mình sẽ vẽ đây các bạn. Mình sẽ vẽ những cái đường như thế này đây. Mình ở ngay cái chấm nè, mình sẽ bắt đầu từ đây và mình vẽ ra. Mình vẽ một cái đường ra. Được không ạ? Rồi lại tiếp tục. Từ những cái chấm này mình bắt đầu mình cũng sẽ vẽ ra. Để cho các bạn vẽ dễ từ đây đây. Các bạn vẽ ở đây đây nè. Để cho các bạn mới dễ. Các bạn vẽ vậy đi. Đó. Được không ạ? Rồi lại tiếp tục. Ở đây cũng vậy. Mình vẽ đường này đây. Mình canh cho các cái đường gạch này nó gần bằng nhau hết các bạn ha. Rồi đây cũng vậy các bạn vẽ. Được chưa?
Rồi sau khi các bạn vẽ những đường gạch này xong, bắt đầu từ những đường gạch này các bạn mới tia lên cái bông tuyết. Tiếp tục ở đây cũng vậy, các bạn tia lên những cái bông tuyết. Bên này cũng vậy. Rồi, ở đây cũng vậy các bạn ha. Những cái mẫu này nó rất là nhanh và rất là lẹ các bạn ha, nó không có mất thời gian của mình nhiều. Cứ vậy các bạn tia ra thôi. Đây. Rồi, xong sau đó mình sẽ vẽ tiếp tục nữa ha, cái chỗ trống nè các bạn. Mình sẽ từ đây mình đi vẽ ra cái nữa. Được không ạ? Rồi mình lại vẽ tiếp tục ở đây. Ở đây mình hướng dẫn các bạn vẽ những mẫu rất là đơn giản để các bạn vẽ cho nó nhanh đó các bạn ha. Không có vẽ những mẫu phức tạp cầu kỳ thì các bạn vẽ rất là lâu ha. Rồi tiếp tục ở đây cũng vậy. Các bạn. Rồi bên mép bên này cũng vậy ha. Rồi đây các bạn ơi, mình vừa vẽ xong cái mẫu hoa tuyết nè. Rất là nhanh lẹ và dễ vẽ đúng không ạ? À? Rồi bây giờ mình lại tiếp tục mình lấy cái cọ chấm bi ha. Mình sẽ chấm ở trên những cái đầu này một chút xíu nữa. Mình lấy cái cọ chấm bi nha cả nhà và mình chấm ở trên đây. Đó, mình lại lấy cọ chấm bi và mình lại chấm tiếp tục ở trên đầu này. Các bạn, mình ra một bông tuyết rất là nhanh đúng không ạ? Rồi tiếp tục ở đây mình lại chấm tiếp các bạn. Rồi mình đã vẽ xong rồi nè cả nhà. Dễ không ạ? Quá dễ đúng không các bạn? Đó, như vậy là mình đã có được một cái mẫu bông tuyết rồi đó các bạn. Cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ thương luôn. Rồi bây giờ mình sẽ hơ đèn nha cả nhà nha. Mình hơi trong vòng 1 phút nha. Ok, thì bây giờ sau khi mình đã hơ đèn xong các bạn, mình hơ 1 phút xong ha các bạn ha. À, tùy theo các bạn làm dày làm mỏng nha. Nếu mà các bạn mà là chấm dày quá thì chúng ta phải hơ tới 1 phút rưỡi hoặc là 2 phút lần nó mới khô được cái treo đặc này nha các bạn. Để không thôi các bạn sơn tốm nó sẽ bị lem đó, nhớ nha. Rồi ok, và mình phải sơ, mình phải hơ như vậy nó mới thật sự chín treo nha các bạn. Rồi sau khi xong thì chúng ta sẽ sơn tốm. Thì bạn nào thích sơn tốp bóng thì sơn, thích cả bạn nào thích sơn tốp lì thì sơn, tùy ở mỗi bạn nha. Ai muốn sơn vậy thì sơn nha cả nhà. Mình đang làm nhưng mà kế bên nhà đang hát karaoke thành ra có vẻ nó hơi ồn chút xíu nha. Ok, thì sau khi mình đã sơn tốp xong thì đã xong cái phần mình vẽ rồi đó các bạn. Đây là một trong những mẫu rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản cho ngày Noel ha các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy video bổ ích thì nhớ like, share và đăng ký kênh cho mình nhé cả nhà. Và mình cũng xin giới thiệu với các bạn luôn, ở đây mình cũng có thêm một cái kênh nữa, đó là kênh du lịch Phượt ha các bạn. Thì chúng ta sẽ vào cái phần Google này để mình hơ đèn đi ha.
Rồi ở đây thì khi mà các bạn vào cái kênh của mình thì các bạn vô YouTube như thế này nha, thì các bạn sẽ gõ cái chữ du lịch Phượt Vlog thì nó sẽ hiện ra cái kênh du lịch Phượt này của mình. Đây là kênh của mình, ở bên đây mình cũng có dạy nail bên kênh này và kênh về du lịch, về khách sạn, nhà hàng, về ăn uống, nói chung là mình hướng dẫn nhiều thứ ở trong này lắm. Thì các bạn, nếu bạn nào đã chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy đăng ký ủng hộ cho mình nha, và có thể mình theo dõi được, tại vì gần Tết rồi nè, chúng ta có